Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Chúa Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Chúa Giêsu đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây." Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy." Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo Chúa Giêsu trên con đường Chúa Giêsu đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngôn sứ Jeremiah được biết đến như là một vị ngôn sứ khóc than. Ông khóc than, nhưng không phải là khóc than cho bản thân của ông, mà ông khóc than cho số phận của Israel, dân của Chúa. Vì dân của Chúa đã bội nghĩa, đã bất trung với Thiên Chúa, khiến cho họ phải rơi vào cảnh lưu đày tha phương nơi viễn xứ là đất Babylon. Ngôn sứ Jeremiah khóc than vì Israel nay đã chẳng còn vinh quang hào hùng thuở trước, khi mà nữ hoàng Sheba ở tận phương Nam xa xôi cũng phải tìm đến để xem sự khôn ngoan của vua Salomon. Ngôn sứ Jeremiah khóc than vì ông động lòng trắc ẩn trước nỗi khổ đau, trước cảnh khốn cùng của dân Chúa. Tuy nhiên, không giống như những người khác chỉ biết khóc, chỉ biết than để vơi đi ưu phiền, ngôn sứ Jeremiah đã biến cái tiếng than khóc của ông trở thành lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, cho đến khi mà tiếng kêu van đó thấu đến tai Thiên Chúa. Và kết quả như chúng ta đã nghe ở trong bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ Jeremiah hôm nay, đó là Đức Chúa đã cứu dân người. Thiên Chúa đã tha thứ và cho dân của người cơ hội quay về bên Chúa, về sống ở trong biển đất hứa mà Chúa đã ban cho cha ông của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, niềm vui của dân Israel khi mà được Thiên Chúa giải thoát khỏi tay quân thù, giải thoát khỏi nỗi tuyệt vọng ở trong cảnh đen tối khốn cùng của kẻ mất nước, thật là khó diễn tả bằng lời, vì niềm vui đó quá lớn lao. Và thật vậy, liệu có niềm vui nào mà lớn lao cho bằng niềm vui khi con người nhận ra được tình thương của Thiên Chúa vẫn tuôn đổ xuống ở trên mình, Chúa vẫn ghé mắt nhìn. Thực tế vấn đề nằm ở chỗ là con người có nhận ra tình thương của Thiên Chúa hay không. Chứ Thiên Chúa thì người vẫn luôn ở đó, vẫn luôn sát cánh ở bên con người, cho dù con người có tội lỗi, có bội bạc đến đâu chăng nữa. Điều này chúng ta có thể nhận thấy rõ hơn ở trong bài tin mừng hôm nay, khi mà Chúa Giêsu chữa lành cặp mắt cho anh mù Ba-ti-mê. Chúng ta thấy cũng giống như là dân Israel ở trong lúc phải sống trong cảnh tối tăm
của sự tuyệt vọng vì bị lưu đày khổ sở, thì anh mù ở trong bài tin mừng hôm nay cũng đau khổ ở trong cảnh mù lòa không thấy ánh sáng. Nhưng mà chính ở trong đau khổ của cảnh tối tăm, anh mù này đã kêu cầu danh Thiên Chúa, và tiếng kêu của anh dù bị lấn át bởi tiếng ồn ào huyên náo của đám đông vô tình thì nó vẫn vọng đến tai của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã gọi anh mù đến với người để mà người chữa lành cặp mắt mù lòa của anh, khiến anh có thể nhìn thấy được. Và chúng ta cũng thấy rằng niềm vui của người mù sau khi được chữa lành, dĩ nhiên chúng ta thấy nó lớn lao như thế nào. Nhưng phải chăng là anh ta chỉ vui mừng vì mắt anh có thể xem thấy bầu trời, xem thấy mặt đất, xem thấy cây cỏ, xem thấy người ta? Không. Niềm vui của anh không chỉ dừng lại ở việc xem thấy những thứ đó, vì chắc chắn anh không chỉ được Chúa Giêsu chữa lành cặp mắt thể lý, mà còn được Chúa Giêsu chữa lành cặp mắt tâm hồn, để anh có thể nhìn thấy tình thương mà Thiên Chúa dành cho anh. Và từ việc nhìn thấy tình thương Thiên Chúa dành cho anh đó, tâm hồn anh tràn ngập niềm vui, nhận ra ơn cứu độ Thiên Chúa đã đem đến cho anh. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, thế giới hôm nay của chúng ta đang sống có thể ví như là lúc trời chạm vạng tối, lúc mà mọi thứ nó nhập nhằng, nó không rõ ràng, những điều giả thật nó đan xen vào nhau, đã khiến rất nhiều người ở trong chúng ta chao đảo, hoặc là chúng ta mơ hồ không nhìn rõ được đâu là tốt, đâu là xấu. Hoặc là chúng ta cũng có thể dễ dàng để thỏa hiệp với lại những sự xấu. Hoặc là có khi chúng ta thấy tối tăm quá, nó làm cho chúng ta thất vọng đến độ chúng ta lung lay niềm tin vào Thiên Chúa của chúng ta. Nhìn vào cái hiện trạng của xã hội này, chúng ta thấy sự dữ và con cái của sự dữ xem ra đang thắng thế. Khi mà bóng tối của sự dữ, sự ác, chúng ta thấy nó hiện diện ở khắp nơi, qua những thứ mà chúng ta có thể xem thấy được, như là bệnh tật, như là tai ương, chiến tranh, bất công, lừa lọc, giả trá, vân vân, nó lan tràn. Đây là một cái thực trạng mà xã hội, mà gia đình và bản thân của mỗi người chúng ta đang phải đối diện. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn như thế để chúng ta kết luận rằng chẳng còn hy vọng gì nữa, chẳng còn điều tốt, chẳng còn người tốt, chẳng còn sự thiện, thì con nghĩ đó là một kết luận vội vã và sai lầm. Vì một trong những cái thắng lợi của sự dữ là nó làm cho người ta cảm thấy thất vọng, cảm thấy tuyệt vọng, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màn đen tăm tối, không khác gì dân Israel xưa ở trong cảnh đêm tối của cuộc lưu đày, và cũng không khác gì anh mù bao nhiêu năm phải sống trong cảnh tối tăm không lối thoát. Với chúng ta, sự dữ và thế gian nó có sức mạnh của nó, nhưng Thiên Chúa của chúng ta mới là Chúa Tể thực sự, mới là Chúa Tể muôn loài, và tất cả thọ tạo này đều phải đặt ở dưới chân của Người. Vì thế là con cái Thiên Chúa, là con cái của sự sáng, cho dù chúng ta đang phải đối diện với bao nhiêu sự ác, sự dữ, bao nhiêu đau khổ ở trong cuộc sống này, từ đau khổ thể lý, đau khổ tâm lý đến đau khổ tinh thần, dù ngay cả những người thân của chúng ta, những người trong gia đình của chúng ta cũng có thể là những người đang gây đau khổ cho chúng ta, thì thưa quý ông bà anh chị em, hơn lúc nào hết con nghĩ rằng chúng ta được lời Chúa mời gọi cần thiết vững tin vào Chúa, vì Thiên Chúa không bỏ rơi con cái của Chúa bao giờ. Chúng ta có quyền khóc than vì những đau khổ chúng ta phải chịu, nhưng cũng giống như ngôn sứ Jeremiah ở trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta cần biến những tiếng thở dài,
những tiếng rên xiết than van đau khổ của chúng ta thành những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, nhất là ở nơi bí tích thánh thể mà chúng ta đang cử hành đây. Chính ở nơi thánh thể của Chúa, chúng ta được tiếp nhận nguồn sức mạnh và tình thương của Thiên Chúa. Qua đó chúng ta có thể đem lại cái ánh sáng niềm tin cho chính bản thân chúng ta, và chúng ta có thể chiếu rải cái niềm tin đó qua cái đời sống nhân ái của chúng ta vào trong cái thế gian tăm tối chứa đầy hoài nghi, bất công và thù hận này. Và Chúa ở cùng chúng ta. Chúa sẽ chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.